Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tây Đô Ngày Mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 4 năm 2024 có những nội dung đáng chú ý, chúng tôi điểm qua ngay sau đây. Từ hôm nay 1 tháng 4, hai quy định của Luật Đất đai sửa đổi chính thức có hiệu lực. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố mời tham gia lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024. Uống nước mát như thế nào là tốt cho sức khỏe, nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay? Cùng lắng nghe chia sẻ của Tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Hoàng, trưởng bộ môn y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Thưa quý vị, dù luật đất đai sửa đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, nhưng có hai quy định của luật này sẽ có hiệu lực từ ngày đầu tháng 4 này. Cụ thể, khoảng 2 điều 252 luật đất đai năm 2024 nêu rõ, điều 190 và điều 248 của luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Trong đó, điều 190 luật đất đai mới quy định về hoạt động lấn biển. Theo đó, nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân sử dụng vốn kỹ thuật, công nghệ, thực hiện các hoạt động lấn biển, có chính sách hỗ trợ ưu đãi cho nhà đầu tư thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật. Hoạt động lấn biển phải tuân thủ các nguyên tắc về bảo đảm quốc phòng an ninh, chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển, phù hợp với quy định của luật khác có liên quan và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Còn điều 248 luật đất đai 2024 cũng có hiệu lực từ hôm nay, quy định sửa đổi bổ sung một số điều của luật lâm nghiệp số 16 năm 2017 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 16 năm 2023 về nguyên tắc căn cứ giao rừng cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Năm qua, ngành Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Nam Sông Hậu đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra. Năm 2024, các địa phương đã ký giao ước tiếp tục thi đua để đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh, thành phố trong khu vực. Đặc biệt các đơn vị chú trọng thực hiện chuyển đổi số về đất đai. Một trong những kết quả nổi bật của các địa phương đó là chủ động triển khai thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước thời hạn mà Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên có nhiều chuyển biến tích cực. Các nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm lồng ghép vào hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Cái kết quả chuyển đổi số của ngành Tài nguyên Môi trường của các cái tỉnh trong cụm thi đua số 9 này đó, thì cũng đạt được một số kết quả. Nhưng mà vấn đề là cần phải là tiếp tục để thực hiện tốt vấn đề này. Thì trong năm 2024 trước mắt đó là các cái tỉnh cũng như là Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Cần Thơ tập trung đóng góp cho các cái nghị định để hướng dẫn thi hành cái luật đất đai. Cái thứ hai đó thì trong cái lĩnh vực chuyển đổi số đó, thì tiếp tục xây dựng các cái cơ sở dữ liệu và số hóa cái hồ sơ để một bước chuẩn bị cho cái công tác chuyển đổi số của ngành Tài nguyên Môi trường tới đây. Vừa tham gia vào xây dựng cái thể chế chính sách đối với cái yêu cầu chung của Bộ, của Trung ương, cũng như là kịp thời tham mưu ban hành những cái quy định theo cái thẩm quyền của địa phương cơ sở. Cái thứ hai nữa là cái việc mà triển khai các cái công tác về chuyên môn thuộc các cái lĩnh vực của ngành Tài nguyên Môi trường, đặc biệt là nổi bật là những cái lĩnh vực liên quan đến như là công tác về quản lý sử dụng đất đai, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, rồi cái công tác về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Năm qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được tăng cường, góp phần cho việc phát triển kinh tế xã hội của từng tỉnh, thành phố. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được chủ động, giúp cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuận lợi hơn để triển khai các dự án đầu tư. Bên cạnh đó, việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được chú trọng, đặc biệt là từng bước thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. An Giang cũng thực hiện cái dự án BLG của Bộ Tài nguyên.
Thì nói chung thì tháng 10 2022 thì An Giang đã đưa vô sử dụng cái phần mềm duyệt bản đồ LIS. Thì nói chung là vận hành cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn địa bàn tỉnh trong 11 huyện thị. Thì nói chung về cái kết quả thì cũng được 61% là khoảng 750.000 thửa trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023 thì ngành tài nguyên và môi trường của tỉnh Hậu Giang cũng có nhiều điểm nhấn. Thứ nhất là hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế xã hội liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giúp cho tỉnh có duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ hai nữa là các nhiệm vụ của ngành thì đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể như là đã đóng góp vào xây dựng cái quy hoạch tỉnh Hậu Giang, trong đó thì có tích hợp quy hoạch lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt là đã góp ý rất là sâu liên quan đến lĩnh vực đất đai, luật đất đai đã được Quốc hội vừa qua thông qua. Năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, tổ chức bộ máy kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, tham mưu cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và quyết tâm thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành. 14 ngân hàng được yêu cầu giám sát chặt chẽ theo quyết định 538 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành. Đây là các ngân hàng có tầm quan trọng bậc nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng năm 2024. Việc phê duyệt nhóm các tổ chức tín dụng có tầm quan trọng nhằm mục đích yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo dõi giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng này để ngăn ngừa rủi ro có tính trọng yếu, rủi ro mang tính hệ thống. Theo đó, 14 ngân hàng thuộc nhóm các tổ chức tín dụng có tầm quan trọng hệ thống năm 2024 gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Dropshipping là thuật ngữ chỉ hình thức bán lẻ mà người bán không cần nhập sản phẩm về kho. Thay vào đó, họ chỉ cần tìm đơn hàng, sau đó chuyển đơn hàng và thông tin về khách mua tới nhà sản xuất hoặc đơn vị cung ứng. Mô hình này đang trở nên phổ biến trên mạng thời gian qua khi nhu cầu mua bán online nở rộ. Tuy nhiên, Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đã có nạn nhân bị lừa 12 tỷ đồng sau khi làm trung gian bán hàng theo mô hình này. Theo đó, sau khi nghe lời giới thiệu từ một người bán hàng online rằng họ đã lãi 80 triệu đồng khi bán được 2 đồng hồ qua ứng dụng, một người phụ nữ ở Hà Nội thấy lợi nhuận lớn nên đã quyết định tham gia và lên trang web tải app về. Theo quy định của trang, khi có khách đặt hàng thì sẽ gửi lệnh thanh toán bằng đô la Mỹ trên ứng dụng và quy đổi thành tiền Việt Nam để chuyển cho tài khoản được yêu cầu. Và khi họ nhận được tiền sẽ nhận lại tiền gốc và tiền lãi. Sau các đơn nhận về cả gốc và số tiền lãi, người này tiếp tục đặt hàng. Và đến khi số tiền nạp mua đơn là 12 tỷ đồng, người này bị chặn liên lạc và không thể rút tiền. Lúc này người phụ nữ mới biết mình đã bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Ứng dụng trên hoạt động tại website SupplyShop, tra cứu trên hệ thống Quartz, trang web mới được tạo giữa tháng 1, đến nay vẫn còn hoạt động. Ngoài ra, một hình thức khác liên quan đến dropshipping là lừa tiền đặt cọc hoặc lừa giúp xây dựng hệ thống. Cục An toàn Thông tin khuyến nghị, người dân cần xác minh kỹ thông tin khi tham gia mô hình dropshipping và trước mỗi giao dịch chuyển tiền, cần thận trọng khi đứng trước cơ hội nhận lợi nhuận lớn nhờ vào các ứng dụng kinh doanh trực tuyến. Theo bản báo giá mới nhất từ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, quýt Úc hiện không có trong danh sách trái cây tại chợ. Liên quan đến việc đa số chợ lẻ đều đã bán quýt Úc rất nhiều từ một tháng qua, đại diện ban quản lý chợ đầu mối nông sản Thủ Đức khẳng định, quýt Úc hiện tại không có vì loại này nhập về theo mùa vụ. Ngoài thị trường đang có quýt Trung Quốc loại màu cam, người bán thường gọi là quýt Úc cho dễ bán, thực chất là quýt giống Úc xuất xứ từ Trung Quốc. Loại này đang vào mùa và nếu là hàng nhập chính ngạch có đầy đủ hồ sơ kiểm dịch thì vẫn đảm bảo về an toàn thực phẩm. Thành phố Cần Thơ có gần 80 chợ truyền thống đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa tiêu dùng hàng ngày của người dân. Chính vì vậy,
công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ luôn được ngành chức năng tăng cường nhằm đảm bảo mọi hoạt động giao thương được thuận lợi, an toàn. Nhà Lồng 3, trung tâm thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều có gần 200 hộ mua bán kinh doanh. Để không xảy ra sự cố cháy nổ, ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, kết hợp phát loa tuyên truyền, vận động hộ tiểu thương cảnh giác với giặc lửa trong hoạt động mua bán hàng ngày. Thường xuyên một quý chúng tôi sẽ bảo trì những cái đầu báo khói, những cái phương tiện chữa cháy, những cái cảm biến đầy đủ. Và trong năm thì đã 2 lần cử cái lực lượng chữa cháy tại chỗ đi tập huấn nghiệp vụ. Luôn luôn là cảnh giác, là vấn đề phòng cháy chữa cháy không sử dụng là lửa cũng như là thờ cúng nhang đèn, là mỗi một hộ đó đều có trang bị cái bình chữa cháy. Cũng với mục tiêu kiềm chế số vụ cháy nổ, ban quản lý chợ huyện Thới Lai thường xuyên phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện Thới Lai kiểm tra công tác phòng ngừa hỏa hoạn, trong đó tập trung vào việc trang bị bình chữa cháy tại lô sạp, lắp đặt và sử dụng điện an toàn, không cơi nới, sắp xếp hàng hóa chiếm lối thoát hiểm. Tuyên truyền vận động bà con không được công ốc điện và không được thờ cúng nhang khói trong lô sạp, và cũng nhắc nhở tiểu thương là buổi chiều khi về phải đóng cửa lô và đóng CB điện hết để đảm bảo an toàn tác cháy chữa cháy. Thời tiết bây giờ nắng nóng quá đi, thành ra mình phải là chú tâm tập trung lo vấn đề cháy nổ. Ở đây có tập huấn hồi trong năm có tập huấn một đại rồi. Trên địa bàn thành phố hiện có gần 80 chợ truyền thống tập trung ở các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn. Thời gian qua, một số chợ đã được đầu tư nâng cấp, kết hợp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, bố trí các đội chữa cháy tại chỗ, vận động hộ tiểu thương trang bị bình chữa cháy. Nhờ vậy mà số vụ cháy đối với các chợ này đã giảm hẳn. Tuy nhiên, vẫn còn không ít chợ tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Điển hình như chợ Ba Xe, chợ Miễu Ông, chợ Long Hòa, chợ An Khánh. Hai bên cái dãy phố đó, trước đây nó trống, bây giờ những cái mái che to nó trong cái bổn phố đó, nó che lấn qua chợ. Nếu mà xảy ra sự cố thì sẽ ảnh hưởng đến cái chợ. Đầu tư và làm cái thẩm định cái phương án chữa cháy tại chợ Ba Xe thì nó chưa, còn đang vướng mắc. Nắng nóng là liên tục, khả năng là cháy nổ sẽ có nguy cơ. Do đó là đề nghị là các cái đội phòng cháy chữa cháy của công an quận Bình Thủy mình cần quan tâm là kiểm tra thường xuyên hơn. Phường chúng tôi sẽ tiếp tục là phát huy cái hiệu quả của cái tổ liên gia đã được đặt tại cái điểm chợ này. Là chúng tôi cũng đã tiếp tục trang bị các cái phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ như là máy chữa cháy, máy nổ và để chữa cháy, rồi là các cái bình oxy CO2, rồi là các cái phương tiện để chúng ta đảm bảo cái vấn đề là thực hiện cái chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Các cái chợ mà có nguy cơ mất an toàn thì phòng kinh tế sẽ trực tiếp làm việc trao đổi với chỗ ban lý chợ, thì trong đó có sự phối hợp của địa phương và chỗ điện lực Ninh Kiều thì nhắc nhở tuyên truyền, đề nghị ban lý chợ phải đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy, phối hợp với các đơn vị có liên quan như phòng kinh tế của quận để là kiểm tra hướng dẫn nhắc nhở cái chủ đầu tư cũng như là cơ sở khai thác là tăng cường cái công tác đảm bảo an toàn cháy tại chợ. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kết hợp tuyên truyền hướng dẫn hộ tiểu thương cảnh giác, phòng ngừa hỏa hoạn, kết hợp đầu tư nâng cấp lại các chợ truyền thống sẽ góp phần đảm bảo an toàn hơn cho việc mua bán kinh doanh ở các chợ. Theo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của thành phố ước thực hiện tháng 3 vừa qua tăng 25,15% so với tháng trước. Tính chung quý 1 năm nay, chỉ số này ước tăng 2,13% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 1,67%, ngành phân phối điện tăng 3,51% và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải tăng 4,07%. Trong quý, ngành may mặc đã có tín hiệu tích cực của thị trường như nhận được hợp đồng mới nên tuyển thêm lao động. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản, bia, in ấn, sản xuất giấy và bao bì từ giấy tiếp tục gặp những khó khăn lớn về đơn hàng đầu ra sản phẩm, giá nguyên liệu, mức cầu thị trường giảm. Tháng 3 năm 2024, thành phố Cần Thơ cấp mới đăng ký kinh doanh cho 162 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn đăng ký hơn 751 tỷ đồng. Lũy kế quý 1 năm 2024, cấp mới đăng ký kinh doanh cho 351 doanh nghiệp đạt 19,5% kế hoạch. Tổng vốn đăng ký gần 2.750 tỷ đồng đạt trên 21% kế hoạch.
Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2023, số doanh nghiệp đăng ký giảm 10,23% và số vốn đăng ký mới tăng 38,9%. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, tình hình biến động giải thể, bỏ địa điểm kinh doanh tạm ngưng với tổng số 1.066 doanh nghiệp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố Cần Thơ tháng 3 năm 2024 tăng 6,5% so với tháng trước và tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 1 năm 2024 tăng 7,81% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có đóng góp tích cực của ngành du lịch lữ hành tăng cao nhất gần 58% so với quý 1 năm 2023. Theo Cục Thống kê thành phố, có được kết quả này là du lịch Cần Thơ trở mình mạnh mẽ với nhiều hình thức mới, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị hấp dẫn cho du khách. Nhất là các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu điểm tham quan tổ chức nhiều chương trình ẩm thực, nghệ thuật, hoạt động vui chơi độc đáo. Thưa quý vị, vào mùa nắng nóng như hiện nay, nhu cầu sử dụng các loại nước mát để giải nhiệt tăng cao. Có thể tự mua nguyên liệu về nấu tại nhà hoặc là mua nước mát chế biến sẵn tại các hàng quán. Tuy nhiên thì uống nước mát như thế nào là tốt cho sức khỏe, nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay? Mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự sau đây trong một sông nước ban mai. Rễ chanh, mía lau, rau bắp hiện được nhiều người lựa chọn kết hợp để nấu thành nước mát uống cho cả gia đình thanh nhiệt trong những ngày nắng nóng. Như ngày thường thì bán chừng 4-5 kg cái chanh này vậy đó, với khoảng chừng 6-7 kg thuốc dồi. Còn nắng này thì có thể mình bán được 12 kg thuốc dồi hoặc là cái chanh thì có thể là 6-7 kg, tăng lên cũng gấp rưỡi gấp đôi vậy đó. Uống nóng uống lạnh đều ngon, khoảng 15.000, nếu mà ít người thì khoảng 15.000, hoặc là tùy theo mình nấu nhiều thì tăng lên cái ít vậy đó, là nó ra được phần nước mát uống trong cái mùa nắng này. Thường thường thì trời nóng nực thì anh mua uống từng một hai lần vậy hả, không có uống thường. Lấy dứa, ghẹ chanh, mía lau thôi, bình thường, như truyền thống vậy đó. Nắng nóng thì thường đó là mình nấu nha đam, hoặc là mình nấu sâm, hoặc là mình nấu ghẹ chanh với mía lau. Thường thì cô nấu một số lượng nhiều vậy đó, cô vô nước suối, chai nước suối cô để trong tủ lạnh để uống từ từ. Uống nước mát trong ngày nắng nóng giúp cơ thể thanh nhiệt, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nước mát được nấu từ cây lá, hầu hết là các vị thuốc đông y, nên cần phải uống đúng cách. Đối với cái thời tiết nắng nóng thì chúng ta đều có thể sử dụng hoàn toàn bình thường hàng ngày. Tuy nhiên thì đối với một số trường hợp thì chúng ta cần phải lưu ý, một số người mà hay bị lạnh bụng chúng ta cũng nên hạn chế. Thì rễ chanh, mía lau thông thường cái thời điểm tốt nhất trong ngày đó là vào cái lúc buổi sáng, tức là khi mà cơ thể chúng ta sau khi mà thức dậy chúng ta cơ thể nó thiếu một cái lượng nước nhất định, thì sau khi chúng ta ăn sáng xong chúng ta uống một cái ly nước mía lau, rễ chanh thì nó sẽ bổ sung một số cái điện giải trong cơ thể, nó cũng giúp cho cơ thể nó được mát hơn. Nếu mà uống buổi chiều buổi tối thì thông thường là một là nó có thể gây đầy bụng, khiến cho chúng ta cảm giác chán ăn. Hai nữa là thêm cái tác dụng là lợi tiểu nữa. Nên là một số bệnh nhân mà hay bị đi tiểu đêm ấy, nếu mà chúng ta uống quá nhiều các nước này thì có thể nó sẽ gây cái tình trạng là tiểu đêm nó nặng hơn. Cũng theo tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Hoàng, cùng với nước mát, các loại nước giải khác từ trái cây, rau củ, mặc dù giúp thanh nhiệt và bổ sung một số dưỡng chất cho cơ thể, tuy nhiên chúng ta không nên dùng quá nhiều trong ngày để thay thế nước lọc nhằm đảm bảo sức khỏe trong mùa nắng nóng như hiện nay. Quý khán giả thân mến, đến với Cần Thơ, đô thị miền sông nước, du khách không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp của thiên nhiên và con người nơi đây mà còn hấp dẫn bởi những món ăn đường phố đậm đà hương vị. Và khi dạo quanh các tuyến đường ngõ hẻm ở quận Ninh Kiều, khách tham quan sẽ dễ dàng thưởng thức những món ngon hấp dẫn. Sông nước ban mai sáng nay, mời quý khán giả cùng chúng tôi đến với món bò lụi nướng lá cách thơm ngon ở con hẻm nhỏ trong quận Ninh Kiều. Hơn chục năm nay, vào mỗi buổi chiều tối thì nơi đây thu hút nhiều người tìm đến thưởng thức. Quán bò lụi nướng lá cách nằm trong hẻm 18, đường Sư Viết Nghệ Tỉnh, quận Ninh Kiều, mở bán từ 16 giờ 30 phút chiều đến khoảng 18 giờ tối. Hơn 10 năm nay, quán nhỏ đây thu hút đông đảo thực khách yêu thích hương vị đặc trưng của bò lụi lá cách tìm đến thưởng thức. Chị ba sâu phải không? Ớ không chị? Sâu 12.000, có bánh mì 15.000 chị? Vị bò nó rất là thơm, ngon và nó mềm, cuốn người ta ăn vào khi thưởng thức cái món ăn này.
Em nó bán rất là đắt, tôi muốn ăn món này là tôi phải gọi trước khoảng 15-20 phút ra. Mình ăn cái món bò nướng lá cách của bạn này từ thời học cấp 3 tới giờ rồi. Cái hương vị của bạn nướng rất là đặc trưng. Nhìn cái bề ngoài thì rất là thu hút, thịt thì rất là nhiều. Với lại cái nước chấm của bạn cũng đặc sắc hơn, có pha thêm mỡ hành. Thay vì bò gói lá lốt như các nơi từng làm, thì ở đây chọn gói lá cách, khác biệt với hương vị đặc trưng. Bò được gói là thịt bò tươi nguyên chất, đem xay nhuyễn, trộn ướp gia vị và gói trong lá cách, đem nướng, chín đều, thơm nức như thế này. Lá cách có vị bùi, mùi thơm hòa quyện với phần thịt bò ướp đậm đà bên trong, ăn không ngán. Ở đây bò luộc nướng lá cách còn ăn kèm bánh mì, dưa chua, chấm tương ớt, mỡ hành. Lá cách thì nó cũng dễ ăn hơn, con số đứa nít ăn được, nên em cũng bán lá cách luôn. Em lựa những bò nó tươi ngon á. Lá cách thì mình phải dặn mối hàng ngày nữa, phải lựa lá bự mà nó tươi á, quen thì cuốn mới được. Tại vì có khi mình cuốn mà nó cũng ghim vô mấy viên thịt kế bên á thì nó sẽ dễ bị bể lá đó. Mỗi ngày chỉ vỏn vẹn hơn 1 tiếng đồng hồ mở bán, quán nhỏ của anh Dũng bán trên 150 sâu bò lụi thế này. Anh Dũng cho biết quá trình làm nguyên liệu và gói khá kỳ công nên chỉ kịp làm số lượng bấy nhiêu. Hương vị đặc trưng của bò lụi nướng lá cách đã góp thêm một món ăn đường phố hấp dẫn trên đất Tây Đô. Thưa quý vị, tháng thanh niên, các tổ chức đoàn, hội bên cạnh tổ chức các hoạt động phối hợp thực hiện an sinh xã hội, xây dựng quê hương, thì những hành trình về nguồn là hoạt động không thể thiếu. Những hành trình có thể là những địa chỉ đỏ trong và ngoài địa phương của các đoàn viên thanh niên, nhưng đều có ý nghĩa chung là giúp cho người trẻ nhớ về một thời hào hùng của cha ông để có những hành động thiết thực xây dựng đất nước giàu đẹp ngày nay. Những ngày cuối tháng 3, khoảng 60 đoàn viên thanh niên khối cơ quan dân chính đảng thành phố Cần Thơ đã tham gia hành trình đến các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố. Các bạn trẻ đã đến viếng tượng đài Bác Hồ, thăm khu di tích Khám Lớn Cần Thơ, viếng mộ cụ thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa và di tích căn cứ Dương Mận. Mỗi địa điểm đi qua là một dấu ấn lịch sử với bao câu chuyện đầy tự hào mà giới trẻ được nghe lại. Dịp mà được đến đây để tham quan thì giúp cho em là dấy lên lòng yêu nước và cảm thấy rằng là đất nước mình thật là tươi đẹp, đất nước mình thật là tuyệt vời làm sao. Đối với những cái sự hy sinh này để có thể giúp cho những cái thanh niên như chúng em được sống trong những thời khắc hòa bình là một điều rất là tuyệt vời. Hành trình về nguồn, về các di tích lịch sử không phải là hoạt động mới, nhưng được tổ chức hàng năm với mục đích giúp nhiều đoàn viên thanh niên mới cùng tham gia để hiểu thêm về vùng đất và con người quê mình. Mặc dù em là người dân Cần Thơ, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà em có thể tiếp xúc gần gũi và rất là sâu sắc, hiểu thêm rất là nhiều về ý nghĩa của những di tích lịch sử mà mình đã biết tên và cũng đã biết địa điểm rất là nhiều rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà em có thể tìm hiểu sâu hơn và tưởng chừng như là đã đi gần hơn với những cái lịch sử, những cái di tích giống như là vừa xảy ra vào ngày hôm qua thôi. Thông qua những chuyến đi như thế này đã mang lại những kiến thức lịch sử quý báu và nhiều ý nghĩa cho đoàn viên, đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi, tăng cường tình đoàn kết, từ đó tạo động lực mạnh mẽ để mỗi đoàn viên thanh niên ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tháng thanh niên thì có những tham dự cái những hoạt động, những cái hành trình về nguồn giúp cho cái đoàn viên thanh niên của chúng em á có thêm được những cái hiểu biết, những cái thông tin về quá trình đấu tranh của cha ông giành cái độc lập. Thì qua đó đã hun đúc thêm mấy cái tinh thần cách mạng của tuổi trẻ, góp phần cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Khi mà đến các di tích lịch sử, ngoài việc mình được học hỏi và mình được biết được thêm về lịch sử của mình, thì mình cũng đóng góp là mình là một tuyên truyền viên cho các bạn sinh viên không chỉ trong nước và ngoài nước, các bạn
học hỏi và biết thêm về lịch sử của thành phố Cần Thơ nói riêng và lịch sử của dân tộc Việt Nam nói chung. Hành trình đến với các di tích lịch sử của đoàn là một trong những cái mục tiêu mà Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan Nghiên chính Đảng thành phố Cần Thơ tổ chức hàng năm, và năm nay là năm thứ tư được tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Đoàn khối cũng rất là mong muốn được đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của quê hương Cần Thơ cũng như là cái truyền thống yêu nước của thế hệ cha anh đi trước đến với các đối tượng là đoàn viên thanh niên trực thuộc khối cũng như là các bạn thanh niên của các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc, cũng như là sẽ mở rộng nhiều đối tượng hơn nữa để mang cái khí thế này cũng như là khí thế của thanh niên trong tháng thanh niên, đặc biệt là năm 2024 được thuận lợi và phấn khởi hơn. Kết thúc hành trình về nguồn, các bạn trẻ đều mang trong mình niềm phấn khởi, tự hào và hy vọng những chuyến đi ý nghĩa này không chỉ tổ chức trong tháng thanh niên mà được tổ chức thường xuyên hơn để mọi người được tiếp thêm ngọn lửa yêu nước, ngọn lửa cách mạng, cùng nhau xây dựng quê hương phát triển. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.